Thông tin từ huyện Côn Đảo thưa quý vị. Sau 4 phòng vé chính thức đặt tại trung tâm ba miền là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, ngày 1 tháng 4, Bamboo Airways đã khai trương phòng vé thứ 5 đặt tại huyện Côn Đảo với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Phòng vé Bamboo Airways đặt tại tổ 2 khu 8 đường Phạm Văn Đồng, huyện Côn Đảo với diện tích hơn 80 m2. Thời gian hoạt động của phòng từ 7 giờ đến 20 giờ hàng ngày, nhân dịp khai trương phòng vé tại côn đảo pampo airways triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để tri ân và kích cầu khách hàng như giảm 20% giáp giá vé các đường bay đi đến côn đảo giảm 50% giáp giá vé các đường bay nội địa còn lại của Pample airways cho các khách hàng có hộ khẩu tại côn đảo